Hello mọi người. Mở đầu cái vlog ngày hôm nay thì mình sẽ get ready để mình đi ra ngoài đường nha. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác get ready ra ngoài đường á mọi người. Và hồi nãy thì mình đã skin care và bôi kem chống nắng rồi. Kem chống nắng ngày hôm nay mình xài nó có tone up một xíu á. Và mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm không thôi. Lâu lắm rồi mới kiểu get ready với mọi người. Xong rồi kiểu nó run tay luôn á. Trời đất ơi. Một cái tips nhỏ khi mà mọi người phủ phấn á là mọi người phủ ở sát cái đường viền chân tóc này đi. Thứ nhất á là nó đỡ bị dính tóc vào trong mặt. Và thứ hai là nếu cái đường viền chân tóc này nè mà mọi người kiểu hay bị bết á thì cái cách mà mình phủ phấn lên cái đường chân tóc nó làm cho tóc của mình nó tơi hơn. Một bước son nữa thôi. Mình đang sử dụng son gì? Trời ơi. Đây, hôm nay mình sẽ sử dụng thảo YSL này, trời ơi lâu lắm rồi. Đánh xong bóng thì mọi người đừng có, cái lúc mà mọi người đánh phun môi á, mọi người đừng có đánh hết tràn viền hết cả hai bên, và mình sẽ tập trung vào cái phần ở giữa này nè, phần móng môi với phần đỉnh môi ở đây, thì nó sẽ tạo cho môi của mình nó cảm giác chúng chím hơn. Nếu mà mọi người đánh hết tràn hết cả cái môi á thì nó sẽ nhìn nó hơi giả một xíu. Và bây giờ mình sẽ đi gắn tóc giả để mà mình quay nốt cái video kia, xong rồi mình sẽ đi thay đồ rồi mình sẽ đi ra ngoài đường nha. Ok, bye. Khi sau một hồi quyết định thì mình quyết định mang đôi giày này, khá là hợp với lại outfit ngày hôm nay. Một chiếc áo von mình đã từng unboxing cho một video Lazada rồi á. Đây là một cái túi, không làm được cái gì hết á mọi người, nó chỉ làm cảnh không thôi. Bạn nào hỏi nếu mà điện thoại với là tiền mình để ở đâu thì mình để trong túi của chồng mình. Ok, ra đường thôi. Trước khi ra khỏi nhà thì đừng quên xịt khử mùi nha mọi người. Và mình mới mua được chai xịt khử mùi này đến từ nhà Sammy của hãng Refree. Cái này nó chiết xuất trà xanh đó mọi người, cho nên là mình thấy nó sẽ không có bị thâm nách đâu nha. Rất ok, cái mùi của nó cũng rất là thơm nữa. Good. Khi mà đi ra ngoài đường thì mình sẽ cuốn cái tóc nó lại như thế này đó, để cho gió nó khỏi làm rối tóc của mình. Đôi khi mây quên theo gió trôi, đôi khi môi quên không cất lời, vội tay vuốt làn tóc rối bời, nhìn theo gió về nơi cuối trời. Con tim anh mang bao nhớ thương, gửi một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ, từng đêm anh nhớ, còn yêu em còn thương em. Chợt nhận ra anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi đi một hồi tưởng ông chở tôi đi đâu, tí nữa ông chở tôi đi coi cây mọi người ơi. Lại là coi cây. Cây trắng này. Trời ơi, trong này chắc phải 7 triệu. Chỗ đó phải 7 triệu. Mua không? Không. Đòn cho mua, dám trả lời mua. Ý cái này ai sợ bị bệnh sợ lỗ á. Nhìn thử cái gà. Cây này là cây mơ hạ đường. Nhìn như cái lá nó lại lá da, lá nhung vậy á. Sao mua cây này đẹp nè. Không, em thích mấy cái loại đó. Nhưng mà em thích cái này đẹp nè. Xanh min. Nó màu mới. Trắng mà. Màu trắng hơi xanh xanh mà. Cái màu này nè, lớn rồi nó sẽ ra màu này. Xong già nó ra màu này. Cái gì lạ lắm. Đẹp mà, đấy là nó có 3 màu. Màu lá cây. Ê, đây nè. Cái này là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây đậm hơn. Màu xanh lá cây nhạt hơn. Không phải. Gì hết. Một tí 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 tí. Bớt xạo. Ok. Hi. Hi. Bây giờ mình sẽ đi đón chị em Thiện Lành sau nửa năm chưa gặp. Để lát thay bộ đồ y chang luôn. Quên, lát quên. Vô nhà mình.
bấm vô nhà mình tự có. Hello. I love you. Hay chưa? Chờ qua sinh nhật mình đến mấy tháng rồi hả? Từ hồi tháng 5 tới giờ. Tháng 5 tới giờ bây giờ. Trời ơi. Trời xinh quá vậy. Đó. Thank you. Chích khum. Lại. Vừa không? Vừa. Tay nhỏ lắm á. Nãy mình mới chạy xuống nhận hàng của Tiki. Tại vì đợt này á, mọi người nhuộm tóc đỏ, xong rồi sử dụng mấy cái loại dầu gội kia mới có 1-2 lần thôi, và thấy cái màu nó có vẻ xuống rồi nên là cũng mất hồn. Cho nên là mình mới thử mua một cái loại dầu gội mà nó chuyên giữ màu cho tóc nhuộm để xem sao. Thì lướt ở trên Tiki một hồi á, thì mới thấy có cái loại này của nhà L'Oreal mà chuyên dùng cho salon tóc luôn á. Mình mới thử hai bạn này, mua mini size và mọi người đầu tiên mua mini size luôn á. Tại thực sự phải nói là mình có rất là nhiều dầu gội luôn, quá nhiều luôn á. Tại vì tóc mình mỗi lần mà nó có một cái nhu cầu khác nhau, cho nên là cứ dựa theo cái nắng mưa thời tiết bất thường của mái tóc này mình xài dầu gội thôi. Cái dòng này màu hồng của nhà L'Oreal là chuyên dành cho tóc nhuộm mà màu sáng luôn á mọi người. Cái này nó khác với lại cái loại màu tím là dành cho tóc nhuộm tẩy nha. Cái này nó chỉ có chức năng là giữ màu tóc cho mình nó lâu hơn thôi. Để mình xài thử rồi mình sẽ review cho mọi người. Và một xíu review về cái first impression về cái bộ dầu gội của nhà L'Oreal. Thì mình thấy nó rất là mượt tóc của mình luôn nha. Rất là mượt và bóng tóc luôn. Ok, good. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu skincare luôn. Tại hồi nãy cái lúc mà mình đi tắm thì mình đã rửa mặt rồi. Và mình dự định cái vlog này sẽ là vlog nguyên tuần luôn, cho nên là mở đầu một tuần mới thì mình sẽ bắt đầu bằng một bộ sản phẩm mới nha mọi người. Đây là một bộ sản phẩm mình mới vừa nhận được của nhà Nasifit luôn đây. Và đây là một bộ sản phẩm mới, cho nên là vlog ngày hôm nay thì cũng là một cái first impression của mình về cái bộ sản phẩm này luôn. Và cái bộ sản phẩm này có tên là Nasifit Fresh Herb Origin. Và đặc điểm chung của nhà Nasifit đó chính là tất cả các sản phẩm của hãng đều có chiết xuất từ thực vật và rất là an toàn và lành tính, kể cả với làn da nhạy cảm nha. Và bước đầu tiên thì mình sẽ sử dụng toner. Đây là bản toner, rất là xinh luôn á mọi người. Packaging bằng nhựa nhưng mà cầm nặng tay lắm nha. Nhựa kiểu mài lì nhá mắt, cầm rất là thích tay. Và trong thành phần của bạn này thì có chiết xuất từ lá hoa cúc chi, thì sẽ giúp cho thanh khuẩn với lại làm sạch da của mình. Và ngoài ra còn có chiết xuất acid lactic giúp làm sạch da và kích thích tăng trưởng tế bào mới. Và toner thì bình thường mình thấy nếu mà thay bằng một loại serum có chức năng tương tự thì cũng ok. Nhưng mà theo cái thói quen của mình đó thì lúc nào mình cũng sẽ sử dụng toner vào cái bước đầu tiên. Bạn này có một cái mùi rất là thơm nha mọi người. Một cái mùi kiểu thiên nhiên đó chứ không có bị hóa học đâu. Và cái chất của bạn này thì dạng như không có quá lỏng như là nước mà cũng không quá đặc như là gel. Thế là bôi lên là mình cái cảm giác nó ẩm liền luôn á, chứ không phải là kiểu thấm cái rịt và da và không có cảm giác gì đâu. Thì cái này nó sẽ vẫn ẩm mịn nhạt. Cho mọi người xem gần hơn da của mình thì bởi vì Sài Gòn bắt đầu kiểu chạy lại nhiều rồi á thì bắt đầu ô nhiễm hơn, cho nên da của mình cũng xuất hiện mụn. Cho dù là mình không có ra khỏi nhà luôn á, nhưng mà chủ yếu là mở cửa thì khói bụi nó tấp vào. Cho nên là da của mình dạo này nó cũng rất là dễ bị kích ứng, dễ bị lên mụn luôn. Nên là mình mới quyết định khui thử cái bộ mà nó làm dịu da như thế này để sử dụng thử xem sao. Sau khi apply xong thì nó đã thấm hết vào da của mình rồi, và cảm giác đó, rất là ẩm nha mọi người. Wow, love it. Và tiếp theo sẽ là bạn này. Cái này là serum. Wow, xinh xắn đáng yêu. Và mình rất là thích những cái packaging mà nó minimal như thế này, trông rất là sang luôn. Để cho mọi người xem gần thì cái sản phẩm serum này nó có hai lớp nha mọi người. Ở trên nó sẽ có một cái lớp dầu ạ. Ok, đây là một cái sản phẩm serum ta giúp tái tạo và làm lành sẹo, giúp cải thiện hư tổn và giúp da mình nó mịn màng hơn. Thì đọc qua trong bản thành phần thì sẽ có chứa nước lô hội, và ngoài ra là sodium hyaluronate. Nó sẽ giúp dưỡng ẩm cho da.
và ngoài ra là còn có dầu hạt nè, dầu hạt Medofarm. Mình sẽ để cái tên ở đây nha, tại vì cái tên này hơi khó đọc. Thành phần này nó sẽ giúp cho da chống lại tác hại của môi trường, như nãy mình nói đó, ở trong da nhưng mà vẫn chịu khói bụi ở ngoài môi trường luôn á. Và nói chung là nó sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa và giữ ẩm tốt cho da của mình. Và nhìn qua cái kết cấu của sản phẩm này thì mình nghĩ là nó sẽ dành cho các bạn có làn da thiên khô hơn, các bạn có làn da giàu nha. Và mình rất là thích cái mùi của cái bộ sản phẩm này luôn. Cái thinness của bạn này nó rất là căng bóng nhưng mà nó không có kiểu bị nhờn dính quá là nhiều đâu, cho nên là mình thấy sử dụng vào ban ngày cũng ổn áp luôn á. Cuối cùng là sản phẩm này, đây là một sản phẩm cream. À, rất là xinh xắn luôn. Và bạn kem dưỡng này thì sẽ giúp cho da được ngăn ngừa lão hóa luôn. Nói chung là mình đọc qua thì mình thấy cái bộ sản phẩm này nó sẽ thiên về cái ngăn ngừa lão hóa, làm dịu với lại cấp ẩm rất là tốt cho da của mình. Bạn kem dưỡng này thì sẽ có chiết xuất từ hoa cúc và là cây dương sỉ, giúp dưỡng ẩm sâu. Và ngoài ra còn có chứa niacinamide với lại adenosine thì giúp làm sáng da của mình, hạn chế sự xuất hiện những cái vết thâm sạm và làm mờ thâm nữa. Đầu mình nghĩ kết cấu của sản phẩm này sẽ là gel cơ, nhưng mà cái này là sản phẩm dạng cream nha mọi người. Không biết mọi người có giống mình không, mỗi lần khui bất kỳ một sản phẩm mới nào thì lúc nào mình cũng sử dụng trên cái nắp trước. Mình rất là tiếc sản phẩm luôn á. Cái chất kem của bạn này mình thấy tán khá là nhanh, thì không có quá đậm quá, căng bóng, sát mịn, lấp. Và cái first impression của mình là mình rất là ấn tượng với cái bộ sản phẩm này nha. Được đấy. Ok, bye. Hiện tại mình đang ở ngoài đường để quay video cho mọi người xem outfit của ngày hôm nay. Cameraman say hi. Hi. Kiểu mình ở Sài Gòn cũng một năm rồi á mọi người, nhưng mà chưa bao giờ đi ra công viên này luôn. À, mỗi lần mà đi ngang qua cái công viên này á, ngang chỗ nhà thờ Đức Bà á, mình cảm thấy rất là thích luôn á. Kiểu giống như xem mấy cái phim Việt Nam hồi xưa mà ngồi cà phê vỉa hè đó. Nên mình rất là thích cái không khí ở đây. Lâu lắm rồi mới đi vô viên cồn đó. Tắm ghê á. Không biết nha.
mua ít xì bao. Cái này mới thích ăn nè. Thôi. Ừ, cái này được nè. Chắc cái này xíu mà xíu xíu rồi. Chắc mình lấy cái này đi ha. Ừ, xinh lắm. Lấy hai cái. Thôi. Thôi. Đó, đêm xong nó vừa cào cửa, nó vừa lắc chuông. Khỏi ngủ luôn. Ok. Để ra để mặt. Anh nói chuyện với nó thử đi. Hello, hôm nay mình đi siêu thị. Lâu lắm rồi mới được đi siêu thị. Bây giờ này mua ở trên Taobao xinh lắm luôn á mọi người. Bữa giờ mua mà không có dịp để mang. Hôm nay mới có dịp để mang nè. Đường rồi không tiêu sao bây giờ. Mua vali đi du lịch đi. Mà đi luôn. Mà đi luôn. Anh coi thử loại nào ít đường đi. Còn em muốn chanh leo. Chanh leo hả? Để 21 calo nè. 100 ít 21 calo là ok á. Đây có 4.5 gram đường trong 100. Anh chép thế nào vậy mọi người vô? Đây carbon hydrate có nghĩa là đường. Ừ. Là đường bình thường. Nhưng mà á phải nhìn là chủ yếu trong này nè có bao nhiêu gram sugar. Ừ. Còn ví dụ nếu mà nhiều đường á thì là 100 ml thì phải chứa chứa bao nhiêu là nhiều đường. Ví dụ một bên nhiều đường đây. Nè, 100 ml nè. Ừ. Mà nó chứa đến 10 gram đường. Ừ. Có 10 gram khác mà đến 10 gram là đường luôn. Ừ. Thì cái này được gọi là rất nhiều đường. Rất nhiều đường. Ví dụ một loại của Việt Nam đi. Táo này, miếng táo. Việt Nam thì khác gì đâu. Nè, so sánh nè. Là bao nhiêu 100 ml nè. À. Mà có đến 13.4 gram đường. Ồ. Nên là mấy đồ Việt Nam nó rất là nhiều đường. Sorry, be first. Nên là kiếm thì nhìn cái đằng sau á, nhìn cái Nutrition Facts á. Okay. Dù như cái này là rất ok nè. Comment hãng này đi, thấy nãy giờ hãng cái hãng này nè. Ừ. Những gì nè. Toàn là đồ ít calo không. Dì mua 2 hộp nè. Nè, còn nước kem mà có 25 calo. Ồ, rất là recommend cho mọi người hãng này nha. Juver. Đó, rất là mọi người có mua nước ngọt á thì nên nhớ là mua mấy cái loại zero calorie này thì không đường, uống cho nó đỡ mập. Đỡ thôi nha. Mình rất là thích uống cái này luôn. Chọn sữa cũng vậy. Nếu mà biết chọn nè, uống mấy cái skin meal á thì không cần chăm phát. Nhưng mà nó lạc nhất là như nước tóc. Nhưng mà uống gì nó tốt cho sức khỏe hơn. Nó ai mà giảm cân thì uống mấy cái kiểu mà không chất phát nè. Ừ. Thì thực chất á, cái này nó cũng tùy theo nhu cầu thôi. Không phải cái đẹp không phát cũng tốt. Ừ. À, hôm nay có sữa đậu nành bị đường đi nữa nè. Cái gì cũng có bị đường đen hết. Nhìn ngon thế. Ui, sữa tôm trong trâu đường đen. Tuột. Nặng quá. Anh bị đo đẩy. To hơn, giá to hơn. Đúng không? Cũng vậy. Ừ, giá hợp hợp. Nãy mình mua được cái này nè mọi người. Cái này quấn dây điện nè. Tao lao đi siêu thị mua được. Hay to. Đây, cái này thiệt túi. Someday you believe me under you. Then
she is her.